Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Vườn Hạ Ngâu. Bữa nay Hậu ra vườn, Hậu làm hai việc. Thứ nhất là mình có mớ cái đầu tôm, đuôi tôm. Cho nên mình nghĩ xem coi có cách nào mà mình bón cho cái dàn đậu rồng cũng như là dàn khổ qua nó ra nhiều trái hơn không. Và cái việc thứ hai là mình nhìn ngắm thiên nhiên, là nếu mà có một cái khoảng đất mà mình để tự nhiên một thời gian thì thiên nhiên làm cái gì. Qua đó mình rút được cái bài học, mình tạo ra một chút cái phân xanh. Mình làm hai cái việc đó ngay ha. Đây là cái mớ tôm mà anh Thái anh cho gia đình mình từ bên Florida đó các bạn. Thì là tụi mình đã làm bánh xèo ăn hết rồi. Cho nên bây giờ mình để nó vài ngày tính dùng cho vườn nhưng mà không có làm ngay. Thì các bạn thấy là nó ra cái màu đen đen rồi. Có nghĩa là cái khuynh hướng tự nhiên nó phân hủy rất là nhanh. Thì cái lý do mà mình thích dùng cái đầu đuôi tôm đó là vì trong này nó có cái chất chitin rất là nhiều. Và cái chất đó là cái chất mà vi khuẩn trong đất nó rất là thích ăn. Cho nên nó sẽ giúp mình phân hủy cái này ra thật là nhanh. Bây giờ mình chỉ nghĩ coi là mình trộn cái gì thêm vào đây để mà nó đạt được cái mục đích là mình muốn cho cái dàn đậu rồng và cái dàn khổ qua nó nhiều trái hơn. Vậy thì mình đã biết là cái phân tôm nói chung đó các anh chị và các bạn thì nó có cái tỷ lệ NPK là 6:60. Như vậy mình biết là tới 6% nó là phosphorus. Mà cái việc phosphorus là cái mà mình đang muốn dùng ngày hôm nay vì mình muốn kích thích cho cái dàn của mình nó ra rễ mạnh hơn cũng như là nó ra hoa ra trái nhiều hơn. Thì cái chất phosphorus nó làm cái việc đó cho mình. Rồi cái thành phần đầu tiên mà mình sẽ trộn vô chính là rock phosphate. Thì một lần nữa cái tỷ lệ NPK của cái này là 0:30. Như vậy phosphorus cũng là cái cao nhất trong đây đó các anh chị và các bạn. Thì khi mà mình trộn cái này vào thì mình tăng cường thêm cái phosphorus là một. Và cái mục đích thứ hai mà mình dùng cái chất này đó các anh chị và các bạn, rock phosphate, là vì nếu mà các anh chị và các bạn để ý phía sau này, nó có cái chất calcium tới 18%. Thì cái này nó rất là quan trọng, là vì những cái phân tử calcium đó các anh chị và các bạn, nó mới liên kết vào cái chất mà nó làm cho cái đầu tôm của mình nó hôi này này. Thì những cái phân tử calcium đó nó sẽ khử cái mùi hôi. Cho nên mình dùng cái này là nó có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là nó thêm cho mình cái chất phosphorus. Và cái mục đích thứ hai là mình cần những cái phân tử calcium đó để cho cái tôm của mình nó không có bị hôi. Thì một khi mà Hậu bỏ vào khoảng chừng có lẽ 4-5 muỗng canh như vậy đó. Thì rồi sau đó là mình đảo đều lên. Xong rồi là mình chuyển qua tới cái thành phần thứ hai mà mình dùng ngay ha các anh chị và các bạn. Thì thành phần thứ hai chính là azomai. Lý do mà Hậu dùng cái này là vì khi mà mình ăn những cái quả mà mình trồng organic như thế này này, ví dụ như là những cái trái đậu rồng hoặc là tí nữa mình sẽ dùng cho cái dàn mướp đắng, thì mình muốn những cái rau trái mà mình ăn á, nó có nhiều chất bổ. Mà dĩ nhiên azomai là A to Z of mineral including trace elements, có nghĩa là nó đầy đủ khoáng chất và nó có nhiều vi chất trong đó nữa. Thì khi mà mình dùng nhiều khoáng chất và vi chất á, thì cái cây của mình nó cho mình nhiều chất bổ hơn. Và khi mình ăn thì dĩ nhiên là nó bổ dưỡng hơn hẳn. Cho nên cái việc mà mình làm vườn organic là nó có cái lợi như vậy đó các anh chị và các bạn. Là mình có thể mình bỏ vào đất trồng của mình những gì mình muốn. Thay vì khi mà mình mua các thứ ngoài chợ đó, thì nhìn cái hình dạng nó đẹp, nhưng mà nó không có đầy đủ dưỡng chất như là mình có thể mình tự làm. Cho nên cũng vậy, Hậu bỏ vào đây khoảng chừng, có lẽ khoảng chừng 5 cái tablespoon cỡ đó, ướm ướm thôi các anh chị và các bạn, không cần phải chính xác gì đâu. Cho nên Hậu trộn vào đây thì là nó cho cái đất của mình nhiều khoáng chất, và khi đất nhiều khoáng chất thì đồ ăn của mình nó bổ dưỡng hơn. Bây giờ các anh chị và các bạn thấy là ở giữa hai cái gốc đậu rồng bên tay phải và bên tay trái, thì mình sẽ đào một cái lỗ ngay giữa. Vậy thì khi mà mình đào vậy, mình sẽ cắt đi một ít rễ đó các anh chị và các bạn. Thì dĩ nhiên là khi mà mình cắt rễ đi thì nó sẽ kích thích để cho cái cây đậu rồng nó cho ra những cái rễ con mới.
Và khi mà những cái rễ mới nó ra mà nó gặp vào cái phân của mình, đặc biệt là nó giàu chất phosphorus á, thì cái bộ rễ nó sẽ phát triển mạnh và nó sẽ giúp cho mình ra hoa ra trái nhiều hơn. Vậy thì hậu đào xuống khoảng chừng ngập một cái bay như thế này này các anh chị và các bạn. Thế rồi sau đó là mình bỏ cái phân mà mình vừa mới chế nhanh đó bỏ xuống. Xong rồi là mình rắc lên một chút bột vôi. Thì mình đã dùng bột vôi nhiều thì mình thấy là cái ảnh hưởng cho vườn nó là nói chung là ảnh hưởng tốt. Thứ nhất là thú hoang nó không có đánh hơi để mà nó đào lên. Thứ hai là có một cái quan tâm là khi mình dùng bột vôi thì nó sẽ tiêu diệt một ít vi khuẩn ở trong đất. Cái điểm đó hậu đọc hậu thấy là đúng. Nhưng mà vì nó tiêu diệt đi một chút thôi rồi nó tăng cái độ pH lên. Và rồi sau đó thì cái phân của mình đặc biệt như đầu đuôi tôm thế này, nó sẽ ra rất là nhiều vi khuẩn mới, nó sẽ sản sinh ra rất nhiều. Thì như vậy tổng cộng lại, nói về vi khuẩn, mình có lời. Tức là mình sẽ cuối cùng có nhiều vi khuẩn hơn là bắt đầu mình trước khi mình đào lỗ bón phân. Lý do đó cho nên hậu vẫn tiếp tục dùng cái bột vôi và hậu thấy là thú hoang không đào lên là cái điểm mà mình rất là mừng. Bón phân cho dàn đậu rồng xong thì mình qua mình đào lỗ bón phân cho cái dàn khổ qua ngay nha các bạn. Thì như vậy là khi mà mình bỏ cái phân này vô đó thì cái vi sinh trong này nó sẽ tiếp tục nó ăn những cái thứ mình bỏ vô cũng như là nó lan ra đất. Và ngay cả những cái vi sinh trong đất cũng vậy, thì cái phân mình bón ngày hôm nay nó là đồ ăn cho bọn nó. Cho nên nó sẽ có chỗ để nó ăn và nó có chỗ để nó sống. Và khi mà nó sinh sống như vậy đó thì nó sẽ cho mình thêm nhiều phân hữu cơ khác qua cái chất xả của nó đó. Cho nên là mình muốn làm như vậy để mà cái dàn khổ qua của mình nó tốt, nó có dưỡng chất và cái trái khổ qua của mình nó có chất lượng các anh chị và các bạn. Cái ý tưởng thứ hai đó các anh chị và các bạn là mình học được ngoài thiên nhiên. Là khi mà mình làm một cái miếng đất như thế này, mình cắt cây hết xuống đó, thì mình để ý xem coi là thiên nhiên làm cái gì. Thì thật ra thiên nhiên đâu có để cho đất nó rảnh rang được lâu đâu các anh chị và các bạn. Tất cả những cái thứ hạt, nào là chim trời mang tới, nào là gió thổi tới, nào là những cái hạt từ những cái cây lớn rụng xuống. Cho nên hầu như là lập tức là bắt đầu thiên nhiên gửi những cái cây mới nó mọc lên. Giống như các anh chị và các bạn thấy chung quanh hậu đứng đây này, nó đâu phải là đất không đâu, mà nó có những cái cây rừng, cây cỏ linh tinh nó mọc lên đầy. Thì cái lý do mà thiên nhiên làm như vậy đó là thiên nhiên muốn dùng cái bộ rễ của những cái cây này để mà nó cày xới đất lên. Tại nếu không thì đất của mình nó sẽ bị trơ, nó bị cứng quá. Thì những cái bộ rễ này nó đục xuống dưới, nó gửi những cái carbohydrate mà qua cái quá trình quang hợp đó các anh chị và các bạn. Thì ở trên nó quang hợp xong rồi nó gửi xuống cái bộ rễ rất là nhiều chất bổ. Và những cái chất bổ đó nó đi vào đất cho mình. Cho nên cái đất trồng của mình nó luôn luôn nó được cải thiện, để cho nó xốp hơn, để cho nó có cái đời sống vi sinh. Tại vì khi mà có rễ ra tới đâu thì dĩ nhiên là mycorrhizal fungi là nó ăn bám theo tới đó. Nó là một cái quá trình cộng hưởng đó các anh chị và các bạn. Cho nên nó làm cho đất của mình màu mỡ hơn. Và thực vật thì mọi thứ nó lên nhìn nó vui mắt hơn. Cho nên hậu học được cái điểm đó ở thiên nhiên. Cho nên ở trong vườn cũng vậy. Có nhiều cây hậu nói ví dụ như cái cây này đi ha. Thì hồi xưa là mình ghét lắm. Mình không bao giờ mình để cho nó mọc lên. Nhưng mà bây giờ thì hậu để cho nó mọc lên. Để là vì mình biết là nó có những cái ảnh hưởng tốt. Và khi mà tới thời gian mà mình cần dọn dẹp, thì những cái cành lá như thế này này, nó cho mình rất là nhiều vật liệu hữu cơ. Nó là phân xanh đó. Cho nên bây giờ mình sẽ trở lại vườn để mình dùng cái máy, rồi mình xay ra một mớ thứ mà mình đã thu hoạch được ngày hôm qua ha. Vậy thì ngày hôm qua với ngày kia đó các anh chị và các bạn, thì là hậu cũng như là ba vợ hậu đó, hai cha con mình là thu dọn cái chỗ này. Tại vì ông dự định là ông dùng cái chỗ này để ông trồng một ít cái rau mà mùa thu đó. Thì khi mà mình cần đất như vậy đó thì là mình thu dọn nó đi. Và nó ra một mớ rác như thế này. Thì bây giờ cái đất của mình nó đã được hưởng những cái ích lợi đó rồi. Cho nên bây giờ mình lại dùng những cái cành lá mà nó mọc lên đây mình xay ra. Rồi những cái gỗ xay đó mình sẽ trả lại cho đất để cho nó càng màu mỡ thêm. Vậy rồi cái máy này đó các anh chị và các bạn, thì là hậu dùng cái máy này, nó gọi là cái máy TAS, là nó giúp cho mình nó xay những cái vật liệu này ra. Thì là thường thường người ta nói là nên dùng cái bao tay.
Nhưng mà cái kinh nghiệm của Hậu cho thấy đó, là khi mà mình nổ cái máy này rồi đó, thì mình không dùng bao tay thì Hậu lại cảm thấy an toàn hơn. Lý do là mình cầm vào cái cây gì rồi mình thả ra đó, mình điều khiển được với cái cảm giác của mình thì nó an toàn hơn là dùng bao tay. Nghe nó ngược đời nhưng mà cái kinh nghiệm thì khi mà Hậu dùng thì Hậu thấy nó như vậy. Và khi mà cái máy này nó xay ra thì nó có hai chỗ để mình bỏ cái cây cối của mình vô. Một cái là qua cái ống này, rồi một cái là qua cái phễu bự ở trên này. Thì khi mà cả hai cái nó vô và cái máy của mình nó xay ra đó, thì là những cái vật liệu rác đó nó sẽ xả ra đây. Xong rồi mình xả cái này ra vườn, mình làm phân xanh ha. Bây giờ Hậu nổ máy rồi mình bắt đầu nhé. Mình xay gần hết cái đống này rồi thì nó có dấu hiệu giống như là cái chỗ phía ngoài này nó muốn nghẹt rồi này các anh chị và các bạn. Tại vì mình xay nhiều cái vật liệu xanh quá đó, cho nên giờ mình phải ngừng máy lại để mà mình clean cái này đi một chút xíu. Thì rồi nó sẽ lại xay tiếp thôi chứ nó không có sao hết. Xong rồi là những cái vật liệu mà mình thu hoạch được đó, nó là bằng này đây các anh chị và các bạn. Thì từ một cái đống bự vậy thì mình thu ra được bằng này. Rồi bây giờ mình chỉ có mở ra phía sau nó có cái chỗ mở ra này mọi người. Mình mở ra như vậy mình đổ ra thôi. Thì cái vật liệu xanh như vậy nó sẽ mục ra đất cho mình rất là nhanh. Cái dung lượng nó giảm xuống rất nhiều và nó sẽ mục ra đất làm phân xanh. Cái loại phân xanh này là rất là nhiều chất nitrogen. Nó làm cho những cái cây mới mình trồng nó sẽ xanh tốt đó các bạn. Và nếu như mình đã để bình thường không có xay ra như thế này đó, thì nhiều khi nó phải tới mùa xuân sang năm nó mới mục ra hết. Còn mình xay ra vậy thì có lẽ là cái thời gian nó mục ra chắc nó phải nhanh tự gấp 3 đó các anh chị và các bạn. Cuối cùng Hậu xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã xem kênh Vườn Hạ Ngâu và cái clip ngày hôm nay. Hậu dùng cái máy này rất là thích các anh chị và các bạn vì là nó giúp mình thu dọn vườn rất là khá và vườn của mình có phân nhanh để mà dùng. Nếu các anh chị và các bạn quyết định dùng cái máy này đó, thì là mình phải cẩn thận cái thời gian đầu ha. Hậu mua ở Home Depot hồi đó là 700 mấy nhưng mà lâu rồi, bây giờ chắc là mắc hơn. Thì khi mà mình cẩn thận mình phải xem từ từ xem coi là cái sức hút của nó vô mạnh cỡ nào, nó xay làm sao, nó thải ra phân như thế nào. Rồi một khi mà mình thấy nó dùng khá rồi đó, thì mình cái tốc độ nó tăng lên nhanh hơn. Vậy xin mến chúc cho mọi người làm vườn thật vui và hẹn gặp lần tới ha. Bye bye nào.